Xin chào các bạn, mình là Speed đây. Hôm nay chúng ta tiếp tục với chương 23 đến chương 31 của bộ truyện Chiến thần trở về sau 13 năm nhịn nhục, tiếp tục với khung cảnh Ninh Thương Thương lâm bệnh nặng nằm trên giường. Lúc này cả một đội bác sĩ đến xem qua rồi nói: "Tâm mạch ngừng đập, bệnh cũ tái phát, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi." Hai người của Ninh Bắc phái đến, một người nghe xong thì tức giận: "Không cứu sống được thì lão tử sẽ băm vằm các người." Người còn lại giơ tay vừa khuyên bảo vừa ngăn cản: "Trình Hổ đừng nói như thế." Lão bác sĩ đầu hói kia quay sang mắng Trình Hổ: "Cậu nghĩ rằng tôi không muốn chữa khỏi sao? Cậu cho rằng uy hiếp tôi thì có tác dụng sao? Bây giờ cậu băm chặt tôi, người chết kia cũng không sống lại được." Anh tức giận nghiến răng nghiến lợi: "Con mẹ nhà ông." Lúc này một ông lão đi đến, vừa đi vừa vuốt râu nói: "Đừng trách người thanh niên trẻ này nổi giận. Ông đi đến đâu cũng sẽ bị tử hình thôi. Tôn tử, lấy kim châm của ta ra đây." Ngay lúc này Ninh Bắc đẩy cửa đi vào, Liễu tiên sinh Liễu Tam Châm đang châm cứu, sau đó ông dùng nội công sử dụng kim châm. Ninh Thương Thương tỉnh lại nói: "Đa tạ ơn cứu mạng của Liễu lão." Liễu Tam Châm lại vừa vuốt râu vừa trả lời: "Ông, đừng cảm ơn tôi. Thật ra tôi cũng bó tay với vết thương cũ của cậu, chỉ là tiếp tục duy trì mạng sống cho cậu mà thôi, chỉ có 3 ngày. Đây là giới hạn của tôi, cơ thể của cậu, đến thần tiên cũng khó cứu nổi." Lúc Ninh Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn đi vào, cậu lột áo khoác ngoài đưa cho người bên cạnh cầm, người bên trong liền cúi đầu, Trình Hổ gặp mặt tổng đội trưởng. Cậu đi lại trước mặt Ninh Thương Thương, ông ngờ vực nhìn sau đó hỏi: "Cậu là?" Ninh Bắc mỉm cười nhẹ nhàng với ông: "Tứ thúc, là cháu đây." Bây giờ ông mới run rẩy đứng lên: cậu là Bắc Nhi, tứ thúc, Bắc Nhi." Vừa nhận lại nhau, hai người đã ôm chầm lấy nhau, ông nói: "Bắc Nhi, cháu đây là..." Ninh Bắc không vội giải thích mà muốn cứu ông trước: "Tứ thúc, tí nữa cháu sẽ giải thích cho chú, trước tiên chữa khỏi vết thương của chú đã." Liễu Tam Châm ở bên cạnh nghe cậu nói thì nhăn mặt: "Chữa khỏi hay sao? Cậu không nghe thấy tôi nói gì sao? Độc môn Tam Châm của tôi chỉ có thể duy trì mạng sống của cậu ta trong 3 ngày mà thôi." Ninh Bắc khinh thường ra mặt, quay sang nhìn ông chán ghét nói: "Ban đầu tôi muốn xem bản lĩnh của Liễu Tam Châm, nhưng xem ra cũng chỉ có như thế thôi." Nói xong cậu cua tay, kim châm tự động bay đến, người của tôi, Diêm Vương cũng không dám động đến. Liễu Tam Châm cùng tên bác sĩ lúc nãy nhìn thấy thì hốt hoảng: "Điều khiển kim bằng linh khí sao? Quốc y cấp hóa ra là cậu." Khi vừa sử dụng kim châm đâm vào các huyệt đạo trên cơ thể, ông đã lại lần nữa hét lên: "Quỷ môn thất châm, đảo chuyển tâm mạch ư? Rốt cuộc cậu là ai?" Ninh Bắc xoay người quay đi, chỉ nói với Ninh Thương Thương chứ không trả lời ông ta: "Tư thúc, ngân châm vẫn còn đang ở trong cơ thể của thúc, 7 ngày sau lấy ra, hẳn là không có việc gì nữa." Ông mừng rỡ đáp: "Được." Rồi lấy áo choàng rời đi. "Áo choàng kỳ lân thiếp vàng ư? Là Bắc Lương quân chủ, cậu ta là Trấn Bắc Vương con mẹ nó rồi." Ở bên ngoài Tô Cầm và Quả Quả đã đợi sẵn, thấy Ninh Bắc ra liền hỏi: "Tình hình như thế nào rồi?" Cậu bình thản đáp lời bà: "Tứ thúc đã ổn rồi, hãy để chú ấy nghỉ ngơi một chút." Nói xong cậu liền quỳ một chân xuống trước mặt cô nhóc: "Quả Quả, em có biết anh không?" Tô Cầm nhìn cô nhóc cười rồi dạy: "Quả Quả, mau gọi anh đi, đây là anh Ninh Bắc." Quả Quả có chút sợ sệt và buồn bã nói: "Anh Ninh Bắc sao ạ? Nhưng bố nói anh đã đến một nơi rất xa rồi." Quả Quả biết anh ấy đã chết rồi. Ninh Bắc đưa tay sờ lên mặt cô bé: "Anh vẫn chưa chết, đúng thật là anh từ một nơi rất xa đến đây." Còn mặt của Quả Quả bị làm sao vậy? Nhóc con nghe thấy anh hỏi như vậy liền khóc lớn lên: "Tên đầu chọc xấu xa đó đánh em, ông ta còn đánh bố em nữa." Cậu tức giận quay sang nhìn Tiêu Viễn Sơn ra lệnh: "Tìm ra hắn rồi giết đi." Ông cung kính cúi đầu rồi đáp: "Rõ." Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến: "Tên đầu chọc dẫn theo người của mình tìm đến đây rồi. Bác sĩ ở đâu mà đến nhiều vậy? Lượng Tử, kẻ nào làm ngươi bị thương, hôm nay tao sẽ làm cho hai cánh tay của nó tàn tật để xả giận cho mày." Tên đầu hói đó chỉ thẳng tay đến chỗ anh rồi nói: "Chính là nó." Ninh Bắc không nói lời nào đã tháo áo choàng của bản thân ra ném cho Tô Cầm, rút kiếm vung một phát, cánh tay của hắn đã đứt lìa ra. "Người tiếp theo là ai?" Tên cầm đầu sợ hãi ấp úng đáp: "Vậy thì sao? Tao là người của xã phủ đầu." Tiêu Viễn Sơn nghe thế liền bước ra solo một một với hắn: "Nói lung tung gì vậy? Tao không quan tâm mày đến từ đâu." Ninh Bắc đi đến ôm Quả Quả, Tiêu Viễn Sơn phế hết đi. Ông đáp: "Rõ." Bên này người của cậu đã đến diều Ninh Thương Thương lên xe, mọi người trong xóm nhanh chóng cười nói: "Tôi sớm đã biết nhà lão Ninh không hề đơn giản, không ngờ lại lợi hại đến vậy. Ninh lão tử xem ra cũng hết khổ rồi. Trước kia giấu chúng ta, chắc chắn là trốn tránh kẻ thù." Nói chưa dứt lời, đã có người tìm người thím trước kia cho Ninh Thương Thương mượn tiền. Đây là tiền mà Ninh Tứ gia nợ thím. Bà xua tay muốn từ chối: "Cái này không cần." Chưa kịp nói xong đã có thêm một vali nữa được đem đến: "Đây là quà cảm ơn của chỉ huy sứ." Cuối cùng không còn cách nào, bà đành phải nhận lấy. Hai người bên cạnh nói: "Người tốt được đền đáp tốt đấy, không uổng công thím chăm sóc nhà Ninh Tứ bao lâu nay." Trên xe cô nhóc Quả Quả hỏi cậu: "Anh thật sự là anh Ninh Bắc sao?" Cậu liền đáp: "Đảm bảo là thật." Ninh Thương Thương ôm vào vết thương cũ trên ngực, khi chú bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực, tất cả bọn họ đều nghĩ rằng chú sẽ chết. Nhưng không biết rằng trời sinh trái tim của chú ở bên phải, Tô Cầm đã bí mật cứu chú. Chú đã trốn ở đây 13 năm, thậm chí còn không dám liên lạc với gia đình mình, đều là tại anh liên lụy đến em.
Nghe ông nói như vậy thì bà chỉ mỉm cười rất nhẹ nhàng, đây là lựa chọn của em. Bây giờ còn nói những thứ này làm gì? Ninh Bắc xem xong một màn này thì mới bắt đầu nói với ông, tứ thúc. Chú khôi phục lại tên gốc đi, lúc còn nhỏ con còn coi chú như thần tượng đấy. Ninh Thương Thương nghe thấy lời đề nghị này thì cười vui vẻ với cậu. Lúc đó tứ thúc trẻ tuổi bồng bột, khí thế hào hoa phong nhã, áp đảo tất cả các thế hệ trẻ văn vũ lực trong Long Thành, việc đã qua lâu rồi. Nhắc lại những chuyện này làm gì nữa, nhưng chú đã đồng ý với con, trở về Ninh gia. Tức là vứt bỏ cái tên Ninh Tứ, lấy lại tên gốc Ninh Thương Thương, Thanh Hà ở bên này đứng ở ngoài mà than trời trách đất. Ninh Bắc, đồ lừa đảo nhà anh, đã nói là đi đón em. Kết quả để em đợi công cốc nửa tiếng đồng hồ, anh đi đến trước mặt cô nói, ai ia anh quên mất, Tô Cầm lúc này cũng từ trong xe đi ra. Thanh Hà, con còn nhớ ta không? Cô ngờ vực hỏi. Người là, rồi mới hớn hở hét lên, người là cô. Thương Lan từ trong nhà đi ra gọi lão tứ, tất cả mọi người hội ngộ được với nhau thì bắt đầu nói chuyện còn ôm nhau nữa. Cô ạ, Thanh Hà, lão tứ, đại ca, Thanh Hà nắm tay Tô Cầm kéo vào bên trong. Đúng lúc, bà nội cũng ở đây, chúng ta mau đến gặp bà đi. Tô Cầm chạy vào trong gọi một tiếng mẹ rồi ôm chầm lấy bà. Đứa con ngốc này, con tại sao lại lâu như vậy không liên lạc về nhà, ta còn tưởng. Ninh Bắc và Thanh Hà ở bên ngoài nhìn hai người họ như vậy, cũng không tiện ngăn cản nên liền ra ngoài đi dạo. Cậu nói, lúc chiều không thể đi đón em, anh xin lỗi, để anh bồi thường cho em. Em ước đi, nói không chừng anh có thể giúp em thực hiện. Thanh Hà không để bụng chuyện này cười vui vẻ với anh, không cần xin lỗi. Sau khi gặp được cô, thì em biết anh bận cái gì rồi, nhưng mà ước thì vẫn phải ước. Không được lãng phí, cậu nhìn thấy cô vui vẻ cũng đáp lời, em nói đi. Thanh Hà vui vẻ cười híp cả mắt, điều đầu tiên, hy vọng bà nội và cô từ nay về sau luôn bình an, Ninh Bắc nhìn cô đảm bảo có thể thực hiện được. Có anh đây, đây là điều tất nhiên, cô lại nói tiếp. Điều thứ hai, hy vọng tập đoàn Tô Thị huy động vốn thuận lợi, đại ca có thể an tâm rồi. Cậu nghe thấy thì mặt có sượng đi vài phần hỏi, tập đoàn Tô Thị đang huy động vốn sao? Thanh Hà thấy anh ngạc nhiên như vậy liền quay sang nói, đúng vậy, đã 3 tháng rồi. Nghe đại ca nói tiến triển rất chậm, điều kiện bên kia đưa ra rất hà khắc. Cậu nghe cô nói xong thì chen vào tiếp lời, rút được vốn, hai nhà Ninh Tô liên hợp tiếp nhận dự án quận mới Long Thành. Cô quay đi chỗ khác, đâu có dễ như anh nói chứ. Điều thứ ba là, nói đến đây cô ngừng lại khiến Ninh Bắc hoang mang suy nghĩ. Không phải là ước từ hôn đó chứ, dù sao từ lúc gặp được em thì, cậu chưa nghĩ xong cô đã nói tiếp. Điều ước nhỏ cuối cùng, hy vọng người nào đó chưa đậu đại học, có thể đậu vào đại học Biện Kinh. Học xong 4 năm ở đây, nói xong cô vẫn còn không quên nháy mắt với anh. Nghe xong thì cậu thở dài một hơi đáp, thực ra bằng tốt nghiệp trường quân đội Bắc Kinh có giá trị cao hơn đại học Biện Kinh nhiều. Thanh Hà có chút không đồng tình buồn rầu nói, nhưng trường quân đội Bắc Kinh của anh vốn dĩ không có bao nhiêu người nghe qua. Tương lai anh tìm việc, các công ty khác có thể chấp nhận học vấn này không? Ninh Bắc ngượng chín cả mặt ho khan một tiếng. Cô cảm thấy có gì đó không đúng rồi mới vội nói, đúng rồi ha, anh là con trưởng, tương lai phải tiếp nhận tập đoàn Ninh Thị. Hình như cũng không cần học vấn gì. Cậu không giải thích gì chỉ quay sang xoa đầu cô nói, đừng phiền não nữa, nếu anh đã nói sẽ thỏa mãn điều ước của em, thì sẽ không nuốt lời, anh sẽ lấy được bằng tốt nghiệp của Đại học Biện Kinh. Sau khi Ninh Bắc cùng Thanh Hà đang đi dạo buổi tối cùng nhau, thì ở nhà lúc này hai cha con Sử Gia đã đến nhà Ninh Bắc. Ninh Thương Thương liền ra nói, chủ tịch Sử đêm khuya thế này còn đến thăm xin lỗi không thể đón tiếp từ xa. Lúc này Sử Gia cùng con của mình một tay đang băng bó liền bước vào với vẻ mặt khó chịu nói, Ninh Thương Thương, bố méo quan tâm ai thắng ai thua trong cuộc đấu tranh nội bộ của nhà họ Ninh, đây là việc của gia đình các ngươi, nhưng đứa con trai của ông đúng thật là không ra gì. Lúc này bà của Ninh Bắc đang ở trong nhà nghe thấy vậy liền nói, tiểu Sử, con rể của Tô gia tôi Tiểu Bắc chọc gì đến Sử gia của các người sao? Hắn liền kính cẩn đáp, lão Thẩm từ người cũng ở đây sao? Sau đó nhìn qua thằng con trời đánh của mình và nói, chính Huyền con qua đây để cho bà nội của Tô gia thay con làm chủ, xem con trai cả của nhà Ninh gia đã làm hại con thành ra như thế này. Ninh Tứ lúc này đứng cạnh bà nội liền nói, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da cũng không đáng lo ngại. Hắn liền tức giận quát lớn, như thế này mà là vết thương nhỏ sao? Sau đó hắn liền giật mình nhận ra, đây là Ninh lão tứ ư? Linh Tứ thấy vậy liền cười nói, Sử đại ca, đã lâu rồi không gặp. Hắn liền trợn mắt thầm nghĩ, không thể nào không phải hắn đã sớm chết rồi sao? Cái quần què gì thế này, dạo này Ninh gia có gì đó không đúng. Sau đó hắn liền đưa tay về phía con mình và nói, dù sao cũng đã đánh con trai tôi thành như thế này, nếu như hôm nay Ninh gia các ngươi không cho chúng tôi một lời giải thích thì không xong với chúng tôi đâu. Ninh Tứ đáp, Sử gia, các ngươi muốn câu trả lời như thế nào? Lúc này hắn ngồi xuống ghế rồi nói, đơn giản thôi, đưa Ninh Bắc đến đây để nó quỳ gối xuống nhận lỗi với chính Huyền, chuyện này coi như cho qua. Lúc này Thanh Hà cùng Ninh Bắc đi dạo về tới cô liền nói, là Sử chính Huyền ức hiếp Ninh Bắc trước. Bà nội thấy vậy liền tức giận quát lớn, không có phép tắc gì hết, lui xuống cho ta, chỗ này không đến lượt con nói. Rồi quay qua nói với Ninh Bắc, Bắc Nhi con ra tay với người ta nặng như vậy cũng không đúng, mau nói tiếng xin lỗi với người ta đi. Sử gia bên này không đồng ý nói, chỉ nói xin lỗi thôi sao? Ninh Bắc cậu ta nhất định phải quỳ xuống xin lỗi, nếu không sợ rằng hậu quả sau này Ninh gia không gánh vác được. Ninh Bắc thấy vậy liền thản nhiên đáp, bà nội, nhưng mà bà cũng đừng thiên vị Sử gia quá.
Sử Gia liền tức giận bật dậy hét lớn, cái quần què gì vậy, Thiên Vị bố mày đây sao? Bà nội thấy vậy liền can ngăn, ông nội của Sử Gia bọn họ là anh kết nghĩa của bà, không cần biết tối nay như thế nào cháu cũng phải nể mặt cho bà bỏ qua cho Sử Gia. Ninh Bắc quay qua hỏi lại, chú bảo tôi phải quỳ xuống xin lỗi hay sao? Sau đó liền tỏ ra vẻ mặt đắc ý nói tiếp, tôi sợ là cái quỳ này Sử Gia nhà các ngươi nhận không nổi thôi. Hai cha con nhà Sử Gia cười đáp, cậu dám quỳ bố đây dám nhận. Ninh Bắc vừa chuẩn bị quỳ xuống thì bà nội liền đứng dậy can ngăn, không được quỳ. Bố của Sử Gia cũng chạy tới và nói không thể quỳ, không thể quỳ được ạ. Sử Gia thấy vậy liền hốt hoảng, ố, bố đến đây làm gì thế? Ngay lập tức ông liền cho hắn một cái bạt tai rồi tức giận quát lớn, nghịch tử mau quỳ xuống cho ta. Hắn lúc này chỉ biết đưa tay lên má rồi gọi một tiếng bố. Ông tiếp tục quát lớn, quỳ xuống cho ta. Hắn lúc này mặt tối sầm lại quỳ xuống trước sự ngỡ ngàng của thằng con trời đánh. Đúng là gia đình báo thủ báo từ con tới cha con mẹ nó luôn. Lúc này lão già kia cũng quỳ xuống kính cẩn nói, Sử Gia Long Thành tham kiến Ninh chỉ huy sứ. Bà nội Ninh Bắc thấy vậy liền nói, tam ca huynh đang làm gì vậy, có ta ở đây thế nào đi nữa cũng sẽ bảo vệ già trẻ lớn bé của Sử Gia. Hai cha con Sử Gia lúc này mắt chữ A mùng chữ O la lớn trong sự ngỡ ngàng, chỉ huy sứ ư? Ninh Bắc hai tay đút túi quần mặc đắc ý nói, tôi đã nói rồi cái quỳ này của tôi Sử Gia các ngươi nhận không nổi đâu, trong vòng 10 giây biến ngay cho khuất mắt tôi. Lão già liền đáp, đa tạ Ninh chỉ huy sứ đã bỏ qua. Sau đó ba người nhà Sử Gia lặng lẽ rời đi. Lúc này bà nội Ninh Bắc cũng thở phào nhẹ nhõm mà nói, được rồi, bà già này cũng nên về rồi. Tô Cầm đứng kế bên liền nói, mẹ để con tiễn mẹ về. Lúc này chỉ còn lại Ninh Bắc và Ninh Thương Thương, Bắc Nhi con đã chọc gì đến Sử Gia thế? Cậu liền đáp, là Sử Gia đã trêu chọc con trước, có lẽ Sử Huyền Chính đang theo đuổi Thanh Hà, hôm nay ở trước cổng Đại học Khai Phong đã xảy ra chút xung đột. Bắc Nhi con ở Bắc Cảnh 13 năm rồi, rốt cuộc đã lập được bao nhiêu chiến công lớn rồi? Ninh Bắc đáp, bảo vệ biên giới chống lại kẻ thù bên ngoài, trấn giữ biên cương, đều thuộc bổn phận trách nhiệm của con nên không được coi là công trạng. Sáng hôm sau lúc này Ninh Bắc đang ngồi luyện công trên sân thượng, Thanh Hà ở dưới gọi, Ninh lừa đảo mau xuống đây. Ninh Bắc liền nhảy xuống, cô với vẻ mặt giận dỗi nói, anh có còn nhớ chuyện hôm qua đã đồng ý với em không? Ninh Bắc cười đáp, nhớ chứ, nguyện vọng của em anh sẽ không nuốt lời. Sau đó hai người đi ra đến cổng thì gặp Ninh Thương Thương, bố con đi ra ngoài một lát đây. Ừ, bố biết rồi. Rồi liền căn dặn cậu, từ nhỏ con đã lớn lên trong doanh trại quân đội, mẹ con lo lắng con sẽ không thích nghi được với cuộc sống gen Z bây giờ nên bảo Thanh Hà đưa con đến Đại học Khai Phong vài ngày để con thích nghi. Cậu liền thắc mắc, là ý của mẹ sao? Rồi quay qua Thanh Hà đang cười nói, em là người ủy thác. Lúc này Ninh Bắc và Thanh Hà đã đi đến Đại học Khai Phong. Trước tiên em sẽ đưa anh một học sinh đặc biệt chuyển trường đến phòng hiệu trưởng báo cáo. Tại quầy lễ tân, cô lễ tân nói hiệu trưởng không có ở đây, nếu muốn gặp hiệu trưởng thì phải hẹn trước. Thanh Hà liền lấy điện thoại ra rồi nói, thật là phiền phức, thôi đi, để tôi gọi điện cho ông ấy. Ninh Bắc lúc này ngó qua thấy hình nền điện thoại của Thanh Hà là mình, cô liền ngượng ngùng nói, anh nhìn cái gì? Cậu nở một nụ cười khoái chí nói, không có gì, em mau gọi điện thoại đi. Sau đó cô liền gọi cho hiệu trưởng nhưng không nghe máy, lão già thối chắc chắn lại uống quá chén rồi. Ninh Bắc lúc này nhìn lên bức ảnh đang treo trên tường liền nhận ra người quen rồi nói, hóa ra là ông ấy sao? Rồi cậu liền nói, để anh gọi cho. Thanh Hà thắc mắc, anh biết Tôn hiệu trưởng ư? Lúc này đầu dây bên kia liền đáp, ai vậy, đây là đường dây nóng tuyệt mật, ở đâu cậu có số điện thoại này vậy? Ninh Bắc tiếp lời, là tôi. Vừa nghe thấy giọng nói của Ninh Bắc, hiệu trưởng liền hốt hoảng, là Bắc Vương đại nhân ư? Ninh Bắc đại nhân, cậu có gì cần phân phó sao? Học viện quân sự Bắc Lương từng mời một thầy giáo tên là Khổng Chính đúng không? Hiệu trưởng trả lời, đúng vậy, sau đó ông ta bị buộc thôi việc vì bị phản ánh chất lượng giảng dạy kém, không bằng hai thầy giáo Khổng Lệnh và Từ Nguyên kia. Ninh Bắc nói tiếp, vậy ông tìm ông ta đi rồi bảo ông ta gọi điện lại cho tôi. Vừa cúp máy, Thanh Hà đã quay sang hỏi Ninh Bắc, giáo sư Khổng Lệnh và giáo sư Từ Nguyên từng dạy anh sao? Ninh Bắc cười đáp, anh từng nghe giảng ở lớp của bọn họ thì cũng tính là có học nhỉ, anh lại xộn lào nữa rồi, anh có biết hai vị giáo sư đó bá con mẹ nó đạo cỡ nào không? Một người là viện trưởng của Học viện Khoa học Y học Trung Quốc, một người là nhà vật lý hạt nhân từng nhận được giải thưởng Nobel. Ninh Bắc nghe vậy liền nói, em còn không hiểu Học viện Quân sự Bắc Lương sao? Đó không phải là nơi luyện võ, em xem có vị tướng lĩnh nào mù chữ không? Vừa nói xong thì điện thoại trên tay Ninh Bắc reo lên. Alo, ở đầu dây bên kia liền nói, thật xin lỗi lúc nãy tôi đang họp, xin hỏi là ai vậy? Ninh Bắc liền cười nói, thầy Khổng, em là Ninh Bắc, em và Thanh Hà đang ở trước cửa phòng hiệu trưởng, làm phiền thầy qua đây một lát được không? Lúc này thầy hiệu trưởng liền bật dậy la lớn, Thanh Hà ư, tối qua em ấy nói có người muốn nhập học, không lẽ là cậu sao? Cái lề gì thốn, tôi sẽ lập tức đến đó. Ông vừa nói vừa đi ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của những người còn lại. Một lúc sau, ông đã đến chỗ Ninh Bắc và Thanh Hà, nhanh nhanh, mời vào trong. Vừa vào trong, Thanh Hà liền tươi cười nói với hiệu trưởng, anh ấy chính là người mà tối qua em đã ngủ chung. Ơ không phải, là người mà tối qua em đã nói với thầy, chính là Ninh Bắc. Thầy hiệu trưởng liền đáp, thầy biết con mẹ nó rồi em à. 5 năm trước chúng tôi đã quen biết nhau rồi, nhưng Ninh Bắc lúc này cũng là khách sáo mà nói, hãy để em chính thức giới thiệu bản thân. Em là Ninh Bắc, con trai cả của nhà họ Ninh, sinh ra ở Long Thành. Thầy hiệu trưởng liền bất ngờ, em là người của Long Thành chúng ta sao? Trước kia khi ở Học viện Quân sự Bắc Lương, cũng chưa từng nghe em nhắc đến chuyện này. Thanh Hà lúc này cười đáp, hả, nếu như đã là người quen, vậy phiền thầy giúp anh ấy làm thủ tục nhập học. Nhưng thầy hiệu trưởng thì nói méo, nhập học ư?
cái này thì không được, sao vậy ạ? Ông liền cười đáp, với tài năng của cậu Ninh, làm học sinh thì quá lãng con mẹ nó phí nhân tài rồi, tôi quyết định mời cậu làm trưởng khoa danh dự để dạy học cho sinh viên. Ninh Bắc thấy vậy liền cười đáp, lúc trước em là trùng trốn học, nếu giờ làm giáo viên, em không đảm bảo ngày nào cũng đến trường được đâu. Thanh Hà nghe vậy cũng là há hốc mồm không nói thành lời, nhưng thầy hiệu trưởng liền mở két sắt ra, lấy một hộp gì đó bên trong rồi quay lại nói, dục tốc bất đạt. Đừng vội vàng từ chối như vậy chứ, cậu xem món đồ này làm tiền lương trả cho cậu có được không? Sau đó ông liền mở hộp ra. Bên trong là một viên gì đó màu xanh rất to và đẹp, Thanh Hà thắc mắc là kim cương sao? Ninh Bắc liền đáp, không, đây chính là linh thạch. Sau đó cậu cầm linh thạch trên tay và nói tiếp, Đường Quốc còn được gọi là đất nước võ thuật. Đây là thứ mà các võ sĩ cần trong quá trình luyện tập hàng ngày. Đáng tiếc rằng sự thừa kế của võ thuật cổ đại gần như bị cắt đứt, linh thạch không thể tìm thấy. Một số lượng lớn linh thạch đã bị tàn rụi. Ninh Bắc vừa nói xong thầy hiệu trưởng liền điêu lương ngay và luôn, nếu cậu đến đại học khai phong làm trưởng khoa, 1 tháng 1 viên. Cậu chịu không? Ninh Bắc liền đáp, thầy dự trữ rất nhiều linh thạch sao? Ông cười đáp, không, tôi chỉ có 1 viên thôi, nhưng mà cậu yên tâm, tôi có thể tìm ở chỗ khác để đưa cho cậu. Ngay lập tức, Ninh Bắc liền ra giá, 1 tháng 3 viên thì em sẽ đáp ứng yêu cầu của thầy. Ông đáp, ok con dê, vậy là chốt kèo nhé. Một lúc sau, thầy hiệu trưởng liền đưa một số thầy khác đến phòng gặp Ninh Bắc. Họ nói, là hắn ta sao, một người trẻ tuổi như vậy sao, thầy bảo cậu ta giảng dạy cho sinh viên sao? Ông đáp, lão Lý, thầy còn nhớ lý thuyết phản trọng lực được thầy Diêm đăng trên báo Học thuật toàn cầu không? Thầy Lý liền đáp, tất nhiên là tôi biết con mẹ nó rồi, bài báo cáo khoa học đó đã thúc đẩy tiến độ nghiên cứu phản trọng lực toàn cầu trong suốt 10 năm nay. Nhưng chuyện đó thì có gì liên quan đến cậu ta? Thầy hiệu trưởng lúc này đưa tay về phía Ninh Bắc mà nói, bài báo cáo khoa học đó được viết bởi Ninh Bắc. Ninh Bắc lúc này cũng là côn ngầu lòi khiến tất cả các thầy giáo kia nháo nhào, điều này là không thể, làm thế nào mà thầy Diêm lại ăn cắp thành tích của người khác được chứ? Ninh Bắc thản nhiên nói, những gì tôi ủy quyền thì không được coi là ăn cắp. Lão Lý lúc này vẫn còn hoài nghi hỏi tiếp, vậy cậu nói cho tôi biết, trong bài báo cáo đó viết những gì? Ninh Bắc vẫn với vẻ côn ngầu đó chỉ nói một câu, công nghiệp hóa phản trọng lực, sau đó liền nói thời gian của tôi có hạn, không cùng các vị tán gẫu nữa. Nhưng lão Lý lúc này cũng đã hiểu ra vấn đề, trên tay cầm một viên linh thạch rồi nói, Ninh tiên sinh đợi đã, tôi cũng có cái này. Sau đó liền đưa viên linh thạch về phía Ninh Bắc. Những thầy giáo còn lại cũng thấy vậy mà móc trong túi viên linh thạch của mình ra. Bọn tôi cũng có. Ninh Bắc thấy vậy liền hỏi, các thầy ai cũng có linh thạch sao? Lúc này thầy Lý liền giải thích, 10 năm trước lão Trần lên núi khai phong khảo sát, nhặt nó từ trên núi về, tưởng là kim cương, nhưng sau khi kiểm tra thì không phải, nên ông ấy tặng cho chúng tôi mấy viên. Nghe lão Khổng nói cậu cần thứ này liền mang tới đây, những người còn lại cũng đồng thanh đáp, đúng vậy, chúng tôi cũng có. Ninh Bắc hỏi tiếp, ở chỗ nào của núi khai phong phát hiện ra vậy? Thầy Lý đáp, cái này phải hỏi lão Trần con mẹ nó rồi, chúng tôi cũng méo biết. Vậy giáo sư Trần đang ở đâu? Thầy hiệu trưởng đáp, thầy ấy đã sớm chết rồi, chắc giờ cỏ đã xanh mộ. Trong đầu Ninh Bắc lúc này thầm nghĩ, vậy là méo có ai biết mạch khoáng đó ở đâu con mẹ nó rồi, với tư cách là người hướng dẫn cấp trưởng khoa, có đủ tư cách để đánh giá các giáo sư, chuyện này tôi sẽ đích thân xử lý. Thầy Lý liền cười đáp, đùa chứ, chỉ dựa vào báo cáo khoa học phản trọng lực, Ninh thiếu gia được xếp vào bậc tiến sĩ con mẹ nó rồi. Thầy giáo đứng kế bên cũng nói tiếp, Ninh tiên sinh, người hướng dẫn cấp trưởng khoa thường chọn dẫn dắt sinh viên phụ trách một dự án nghiên cứu khoa học lớn. Cậu xem, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì thầy Lý ngắt lời, nhất định phải về bên chúng tôi, phương hướng nghiên cứu chính của phòng nghiên cứu khoa học chúng tôi là dự án phản trọng lực công nghiệp. Nhưng Ninh Bắc thì méo quan tâm, cậu cầm trên tay viên linh thạch nhìn vào nó rồi nói, chuyện đó để sau hãng nói. Tin tức liên quan đến loại đá này, tôi muốn hiểu rõ nhiều hơn một chút. Một thầy giáo nghe Ninh Bắc nói vậy liền nói, năm đó lão Trần và lão Vương đến núi khai phong khảo sát, nhưng phần lớn chúng tôi đều không biết, hiện tại hai người đó cũng đi bán muối bọt con mẹ nó rồi. Ninh Bắc hỏi tiếp, lúc đó bọn họ đến núi khai phong mấy ngày? Thầy hiệu trưởng liền đáp, khoảng 10 ngày. Bọn họ không mang theo nhiều đồ ăn, tổng cộng rời đi 10 ngày. Ninh Bắc thầm nghĩ, trong vòng 10 ngày hai người bọn họ không thể đi bộ quá xa trong khu vực núi khai phong. Phạm vi hoạt động chắc chắn nằm trong bán kính 100 dặm, mỏ linh thạch ở khu vực đó rồi. Sau đó cậu cùng Thanh Hà rời đi. Thanh Hà hỏi, Ninh Bắc, tiếp theo anh định đi đâu? Cậu quay lại đáp, về nhà, có được thứ này, có khi mẹ sẽ đứng dậy được. Cô đứng sau nhìn Ninh Bắc đi về buồn bã nói, xem ra chuyện bảo anh ấy đi học là vô con mẹ nó vọng rồi. Chuyển cảnh đến một nơi nào đó, lúc này một người lớn tuổi đang nằm bất tỉnh dưới đường, bên cạnh là một em học sinh đang khóc lóc thảm thương, cạnh bên có hai người đàn ông đang la lớn, xe cấp cứu thì giỏi làm sao, đền xe cho bố mày. Người kia đáp, ông say rượu lái xe lại còn đánh người. Ông chưa kịp nói dứt câu thì tên mập kia đã cho hắn một cái bạt tai rồi nói, đánh mày thì làm sao nào, mày biết bố mày là ai không? Bố mày là Đỗ Hạo nè. Những người xung quanh thấy vậy liền há hốc mồm, là Đỗ gia kìa, đừng chọc giận ông ta. Em học sinh đỡ ông của mình dậy vừa khóc vừa nói, cầu xin các người cứu ông của tôi, anh tôi vừa từ Bắc Cảnh trở về, anh ấy đã ở đó 10 năm. Lần này về là muốn gặp ông nội, ông nội, ông cố gắng lên, không phải ông nói là muốn gặp mặt anh ấy sao? Lúc này Ninh Bắc từ đám đông bước ra và nói, bỏ tay ra tôi sẽ giữ cho anh một mạng. Tên Đỗ gia quay qua quát lớn, mày dọa ai vậy, mày dám uy hiếp bố mày sao?
Ninh Bắc quay người bước đi thì lập tức hắn từ đằng sau rút con dao dài hơn con cu của Speed 1 cm tiến về phía Ninh Bắc. Cậu vung tay một cái, hắn liền giăng ra xa rồi la lớn, tay của tôi. Lúc này hai nhân viên y tế đang khiêng một người nào đó lên xe cứu thương, thì Ninh Bắc liền đưa tay lên động mạch của người đó và nói, người này không cứu được nữa rồi, rồi quay sang hỏi cô bé. Anh trai của em ở Bắc Cảnh sao? Cô bé liền đáp, đúng vậy, anh có thể cứu ông nội của em không? Anh đưa tay lên mũi của ông rồi nói, đừng lo lắng ông cụ không có gì đáng ngại, bệnh nhẹ dễ chữa. Cô bé liền nói tiếp, hả, nhưng nửa năm trước bác sĩ thông báo bệnh tình nguy kịch, ông nội còn sống đến hôm nay đã là kỳ tích rồi, em còn tưởng rằng. Chưa kịp nói dứt câu thì một nhân viên y tế chạy tới la lớn, lão Kiều sao rồi? Cô bé thấy vậy liền la lên, là cảnh bá bá ư? Ông an ủi, y nhân không sao đâu, đừng khóc nữa, người đâu mau đến đây đưa lão Kiều đến bệnh viện. Nhưng Ninh Bắc liền ngăn cản, bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch, lúc này không thể di chuyển được. Nghe vậy cảnh bá liền hỏi cậu là ai. Nhưng Ninh Bắc thì phớt lờ câu hỏi của cảnh bá mà nói, đưa kim châm cho tôi. Cảnh bá liền hốt hoảng móc kim châm trong áo ra rồi nói, làm sao cậu biết tôi mang kim châm? Ngay lập tức Ninh Bắc sử dụng nhẫn thuật kim châm đỉnh cao của mình phóng kim châm vào các huyệt đạo của ông cụ, khiến cảnh bá cũng là hốt hoảng thốt lên, cái lệ gì thốn dùng khí điều khiển kim châm sao, là cấp quốc y ư? Sau đó liền lấy viên linh thạch ra mà sử dụng nhẫn thuật, một luồng khí từ viên linh thạch được truyền xuống người ông cụ. Ngay lập tức ông cụ mở mắt ra, Ninh Bắc cười nói, hôm nay tôi kéo dài tuổi thọ cho ông thêm 1 năm, nếu điều dưỡng hợp lý có thể sống được thêm 3 năm nữa, khiến hai ông cháu cũng là ngỡ ngàng vui tả không xiết. Rồi cậu quay người rời đi, ông cụ liền đứng dậy nói, tiểu thần y xin dừng bước. Nhưng ngay lập tức tên Đỗ gia kia liền tiến về phía Ninh Bắc và nói, để tên của mày lại, món nợ này ngày sau bố mày sẽ tính với mày sau. Vừa nói dứt câu, Ninh Bắc vung tay nhẹ một cái, hắn đã răng ra xa nằm dưới đất, khiến mọi người xung quanh cũng là mắt chữ A mồn chữ O. Ông cụ cùng cháu gái lúc này tiến đến và nói, tiểu thần y không cần lo lắng, chút chuyện này để tôi đến xử lý giúp cho. Sau đó lấy ra một tấm danh thiếp và nói, đây là danh thiếp của tôi, nếu như gặp phải bất cứ khó khăn gì ở Long Thành thì cậu có thể đến tìm tôi để nhận giúp đỡ. Cháu gái đứng kế bên lúc này cũng nở một nụ cười vui mừng nói, cảm ơn anh nhé. Ninh Bắc lúc này cười đáp, không cần cảm ơn, nhưng mà anh của em tên là gì vậy? Cô bé đáp, anh của em tên là Kiều Đông ạ. Ninh Bắc liền nhận ra đó là chú sói Đông Đô Kiều Đông. Anh biết anh của tôi ư? Anh cô là một anh hùng nhận chức quân đoàn trưởng Bắc Lương, trưởng quản 10 vạn quân tinh nhuệ, được xưng là chú sói Đông Đô chiến công hiển hách. Cô bé liền hỏi, anh à, anh tên là gì vậy? Cậu vừa quay đi vừa đáp, Ninh Bắc, sau này có phiền phức gì có thể đến nhà họ Ninh tìm tôi. Về đến nhà, Ninh Bắc lúc này đang đỡ mẹ đứng dậy. Bắc Nhi, mẹ có thể đi được rồi. Cậu liền nở một nụ cười lòng thầm nghĩ, tiêu tốn 7 viên linh thạch đúng là đáng giá con mẹ nó mà. Lúc này một cô gái bước đến và nói, chúc mừng dì Tân đã khỏi bệnh. Mẹ Ninh Bắc thấy thế liền nói, Mục Hề cháu đến rồi à, mau ngồi xuống đi. Cô liền lấy ra một cuốn tài liệu rồi nói với Ninh Bắc, Bắc Vương, 10 tỷ của tập đoàn đã chuyển đến tài khoản của Ninh Thị rồi. Ninh Bắc liền đáp, cô đến tập đoàn Ninh Thị giúp đỡ họ thành lập một công ty con rồi tiến hành thăm dò địa chất núi biển. Vâng thưa Bắc Vương. Mẹ Ninh Bắc thấy vậy liền nói, Bắc Nhi, con thành lập công ty thăm dò địa chất làm gì vậy? Cậu liền cười đáp, để tìm những thứ giống như vậy ạ. Ok, video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu các bạn muốn xem thêm hãy ấn like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Nhớ bật chuông thông báo để khi ra video tiếp theo YouTube còn thông báo cho các bạn nữa. Bây giờ thì xin cảm ơn và tạm biệt các bạn.